anh chị nha. Rồi, rất là tuyệt vời. Các anh chị chúng ta có thể là gửi link Zoom số 2 cho các anh chị em bạn bè của mình được không ạ? Bởi vì link Zoom một chúng ta đã full rồi. Rất là tuyệt vời. Rồi. Rồi, các anh chị ở đây cho tôi hỏi được không ạ? Bao trong số các anh chị chúng ta bắt đầu trong những ngày vừa qua anh chị nha. Chúng ta bắt đầu làm chủ cái suy nghĩ của mình rồi. Cũng như là bắt đầu làm chủ cái lời nói của mình. Là chúng ta tập trung đúng không ạ? Về suy nghĩ chúng ta sẽ làm chủ cái tâm trí của mình luôn, hướng tới những cái điều mà mình giờ những cái điều mà mình muốn, cái kết quả mà mình muốn. Còn lời nói thì luôn giờ lựa chọn những cái ngôn từ tích cực anh chị nha. Từ sáng cho tới tối rồi. Thì các anh chị có thể là comment phím số 1 cho tôi được thấy không ạ? Chúng ta chỉ sử dụng những cái ngôn từ mang năng lượng thôi anh chị nha. Chỉ sử dụng những cái ngôn từ mà tạo ra cái tài sản cho mình. Những cái ngôn từ là mình nói, những cái ngôn từ mình nói ra anh chị, hay những cái suy nghĩ của chúng ta thì nó không có tốn tiền. Nó không có tốn tiền anh chị nha. Nó chẳng có tốn tiền đâu anh chị. Nhưng có một sự thật là mặc dù không tốn tiền nhưng không có một cái suy nghĩ nào hay một cái lời nói nào của chúng ta anh chị, hay một cái hành động nào của mình mà nó miễn phí cả. Nó không tốn tiền anh chị nha, nhưng nó không hề miễn phí. Một là nó giúp cho chúng ta gì ạ? Có cuộc sống tốt đẹp hơn, gia tăng tài sản của mình. Còn hai là làm cho cuộc sống của mình gì ạ? Không tốt đẹp, bị tiêu hao tài sản được mà. Cho nên là chúng ta cần phải gì ạ? Đầu tiên, cái giai đoạn đầu tiên trong cái khoảng thời gian mà chúng ta học cách ứng dụng luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức ấy, để đạt được những cái mục tiêu trong cuộc sống của mình, đó chính là chúng ta cần phải học cách để làm chủ tâm trí của mình, dần dần anh chị nha. Sau đó làm chủ cái ngôn từ của mình, lời nói của mình, được không ạ? Sau đó chúng ta sẽ dần dần làm chủ luôn cả được, làm chủ luôn cả hành động của mình. Bởi vì sao anh chị? Bởi vì chỉ có hành động mới tạo ra kết quả thôi. Cho nên khi mà các anh chị học cùng với tôi ấy, là chúng ta sẽ bắt đầu thay đổi từ những cái thứ dễ trước, được không ạ? Và chúng ta cũng bắt đầu ứng dụng luật hấp dẫn là khi mình đặt ra mình đặt mục tiêu anh chị. Ứng dụng luật hấp dẫn vào trong cái việc đặt ra những cái mục tiêu nhỏ chứ. Quy luật vũ trụ thì có một cái quy luật anh chị nha, đó chính là quy luật cân, quy luật nhất quán, là cách mà chúng ta làm một việc là cách chúng ta làm mọi việc. Cho nên là để mình ứng dụng luật hấp dẫn ấy trong thời gian đầu tiên dễ dàng để mà chúng ta thật sự có thể là cảm nhận được anh chị. Đó chính là từ những cái mục tiêu nhỏ để mình có thể bắt đầu mình rèn luyện, được không ạ? Mình bắt đầu mình rèn luyện anh chị nha, rèn luyện cái tiềm thức và cái con người bên trong của mình để mình biết ứng dụng luật hấp dẫn. Cho nên là những cái mục tiêu nhỏ trong ngày anh chị, đi đường thông thoáng, đèn xanh, hay là gì ạ? Thu hút tiền tiền về từ mọi ngõ ngách, được tặng quà, được ăn uống miễn phí, khách hàng tự động gõ cửa mua hàng, đúng không ạ? Đó là những cái mục tiêu nhỏ mà chúng ta cần phải sử dụng luật hấp dẫn ứng dụng vào trong những cái mục tiêu nhỏ của mình, được không anh chị ơi? Bắt đầu ứng dụng luật hấp dẫn từ những mục tiêu nhỏ của mình trong ngày để mình huấn luyện tiềm thức của mình, bắt đầu gia tăng niềm tin dần. Thành công nó sẽ nói tiếp thành công anh chị nha. Và khi ứng dụng để đạt được những cái thành công thì sau này anh chị mình ứng dụng vào những cái mục tiêu lớn thì sao ạ? Thì cũng sẽ y chang thôi. Quan trọng là thói quen anh chị nha. Khi mà chúng ta ứng dụng vào trong những cái mục tiêu nhỏ và chúng ta đạt được thành công thì thành công sẽ nói tiếp thành công, được không ạ? Cho nên là quan trọng là gì ạ? Mình phải huấn luyện để trở thành thói quen của mình, được không anh chị ơi? Cường độ cũng quan trọng anh chị nha, nhưng nếu mà cái cường độ không liên tục ấy thì không tạo ra kết quả, được không ạ? Cường độ cũng quan trọng nhưng nếu không liên tục thì không tạo ra kết quả. Giống như cái việc đi tập thể dục á anh chị. Chúng ta biết rằng là để có một cái body đẹp thì chúng ta cần phải giờ luyện tập thể dục thể thao. Thế là mỗi ngày mình đi tập gì ạ? 4 tới 5 tiếng. Mình tập hùng hục luôn anh chị nha. Sau đó mình tập được 1 tháng. Cái mình nghỉ mình không tập nữa. Theo anh chị nha, một cái người mà họ tập một ngày từ 2 tới 3 tiếng và sau đó họ tập được 1 tháng họ nghỉ. Hoặc họ tập được 5 ngày họ nghỉ hết 2 tháng. Được mà họ tập được 2 ngày họ nghỉ được 5 ngày họ nghỉ 2 tháng. Với một cái người mà sao ạ? Với một cái người mà bây giờ họ chỉ tập mỗi ngày là 45 phút nhưng đều đặn 30 ngày. Thì theo các anh chị là người thứ nhất hay người thứ hai thì người nào có cái kết quả
là có một cái body và một cái sức khỏe tuyệt vời hơn ạ. Theo anh chị là người nào ạ? Vâng, người thứ hai. Các anh chị có thể comment lên khung chat giúp Tú là âm thanh nghe rõ và rất lớn được không ạ? Các anh chị chúng ta nghe rất là rõ và lớn, chúng ta comment lên khung chat nha. Để cho những anh chị nào mà mình cứ ý kiến về cái việc âm thanh nghe không rõ là mình tự kiểm tra lại mic của mình được không ạ? Tự kiểm tra lại âm thanh của mình anh chị nha. Rồi, tôi cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Được không ạ? Cho nên là quan trọng là cái sự liên tục, đều đặn và liên tục anh chị nha. Ừ. Và nó cần phải gì ạ? Không phải là cứ liên tục tập nhiều tiếng là ok. Nhưng mà nếu mà không có liên tục thì sao ạ? Thì cũng không tạo được kết quả. Mà quan trọng là cần cái sự gì ạ? Lặp đi lặp lại mỗi ngày anh chị thì mới tạo ra được kết quả. Ừ. Những cái người thành công anh chị, họ có được cái sự liên tục, họ có được cái sự kỷ luật trong những cái thói quen mỗi ngày của họ. Cho nên là từ bây giờ anh chị nha, hàng ngày anh chị phải đặt ra cho mình những cái mục tiêu nhỏ để mình đạt được mỗi ngày, luôn hoàn thành mọi thứ trong tâm trí trước khi bắt đầu, được không ạ? Luôn hoàn thành mọi thứ trong tâm trí trước khi bắt đầu. Có nghĩa là trước khi mà các anh chị làm, trước khi anh chị bắt đầu ngày mới, thì các anh chị cần phải ra quyết định cho một cái ngày hôm nay anh chị muốn có một cái ngày thành công như thế nào. Từ sáng, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Thì các anh chị thấy là cuối ngày các anh chị ngồi tổng kết thành công, lúc 10 giờ, 11 giờ khi mà các anh chị ngồi tự tổng kết ấy, thì các anh chị thấy buổi sáng mình có những thành công gì, buổi trưa mình có những thành công gì, rồi giờ buổi chiều, buổi tối mình có những thành công gì. Sau đó mình tổng kết và mình ăn mừng thành công nha anh chị nha. Rồi khi mà chúng ta ứng dụng vào những cái mục tiêu nhỏ nghĩa là sao anh chị? Nghĩa là trước khi các anh chị làm một cái việc gì đó thì các anh chị phải là ra quyết định, đúng không ạ? Ví dụ trước khi các anh chị gặp khách hàng, các anh chị phải ra quyết định là mình ký kết hợp đồng thành công, khách hàng dễ tính, dễ chịu, dễ chiều, hỏi nhanh, ký hợp đồng nhanh và chuyển khoản nhanh. Rồi trước khi mà các anh chị lái xe ra đường thì cũng phải ra quyết định là mình gì ạ? Đi đi đường an toàn, đèn xanh thông thoáng. Ừ. Rồi trước khi mà các anh chị làm bất kỳ điều gì anh chị nha, thì các anh chị phải đều ra quyết định hết. Được anh chị ơi, đó là khi mà chúng ta bắt đầu học cách và huấn luyện cái con người bên trong của mình, huấn luyện tiềm thức của mình thông qua những cái việc nhỏ. Được không ạ? Chúng ta cần phải kỷ luật trong những cái việc nhỏ mỗi ngày của mình. Nha anh chị nha. Trước ngày trước chúng ta có một cái thói quen anh chị, là chúng ta cứ đụng đâu làm đó, ngủ dậy là coi như là không có một, trước khi đi ngủ hay là bắt đầu một cái ngày mới thì đều không có kế hoạch, mà cứ là đời xô đâu thì mình đi đó. Cho nên là đó do vì sao anh chị ha, thì chúng ta cái lúc mà chúng ta không có ra quyết định ấy, hay là chúng ta không có gì hoàn thành mọi thứ trong tâm trí của mình trước khi bắt đầu ấy, nó dẫn tới câu chuyện là chúng ta sẽ không có tận dụng được 100% cái sức mạnh phi thường bên trong của mình. Để gì ạ? Để về đây mà cùng nhau hợp lực giúp cho mình đạt mục tiêu. Và cũng như nếu mà các anh chị không ra quyết định về cái kết quả anh chị mong muốn đạt được ấy, thì tiềm thức ấy sẽ không có, gọi là nếu mà các anh chị ra quyết định trước nha, cái kết quả mà các anh chị muốn khi anh chị làm cái việc gì đó, thì trong lúc các anh chị làm ấy, thì tiềm thức sẽ thu hút sẵn nguồn lực cho chúng ta luôn. Giống như là dọn đường sẵn cho mình đi ấy, anh chị. Dọn đường sẵn cho mình đi luôn. Và việc của chúng ta chỉ là nắm bắt những cái nguồn lực đó và hành động và giúp cho mình đạt được kết quả. Còn nếu mà chúng ta không có hình, không có ra quyết định và cũng không hoàn thành cái bức tranh mình mong muốn, cái kết quả mình mong muốn trong tâm trí của mình trước khi bắt đầu ấy, thì thường chúng ta làm nó sẽ không có đạt được hiệu quả cao nhất anh chị. Nó sẽ bị lính qua lính quýnh ấy. Là bởi vì lúc đó là mình đang dùng ý thức mà. Được không anh chị ơi? Ừ. Nha, đó là chúng ta rèn luyện cái làm chủ tâm trí của mình, luôn hướng tới những cái kết quả cũng như cái điều mình mong muốn, tập trung vào cái kết quả cuối cùng anh chị nha. Có một số anh chị chúng ta thực hành ứng dụng luật hấp dẫn ấy, và chúng ta làm bức tranh 30 ngày ấy, là chúng ta hay tập trung vào cái quá trình, là mình tập trung vào doanh số nè, tập trung vào mình có bao nhiêu khách hàng nè, thì mình sẽ ra bao nhiêu đơn hàng, xong rồi từ đó là mình sẽ ra được bao nhiêu lợi nhuận. Thế là các anh chị đang tính bằng anh chị đang dùng ý thức rồi.
thì dùng tới thì học tiềm thức để làm gì đâu. Mà chúng ta dùng tiềm thức có nghĩa là chúng ta phải tập trung vào kết quả cuối cùng anh chị nha. Các anh chị ghi và đóng khung lại giùm tôi vậy. Tập trung vào kết quả cuối cùng và tập trung vào con số lợi nhuận mà các anh chị mong muốn đạt được trong tháng đó thôi. Đừng có hỏi là từ đâu ra rồi từ ai ra rồi mình suy ra bao nhiêu khách hàng sẽ được như đây. Thế các anh chị dùng ý thức rồi. Thậm chí có nhiều anh chị là mặc định luôn là cái lợi nhuận đó đến từ kinh doanh. Cái tự nhiên mình dùng tiềm thức ấy. Tiềm thức ấy là vũ trụ anh chị ha, sự giàu có của vũ trụ ấy, rất là vô hạn. Cái tự dưng là anh chị dùng tiềm thức ấy là các anh chị mong muốn là hút được cái sự thịnh vượng và giàu có vô hạn của vũ trụ đúng không? Cái tự dưng là bây giờ tự nhiên không mở cửa ra cho sự giàu có nó đổ vào mà đóng hết cửa lại, mở mỗi cái cánh cửa là cửa lợi nhuận từ kinh doanh về thôi. Thế thì mấy cái ngõ kia, mấy cái nguồn tiền kia nó về nó chặt bị chặn lại rồi anh chị. Cho nên là thường là tôi chỉ tập trung vào cái kết quả mục tiêu cuối cùng là cái con số lợi nhuận tôi muốn đạt được thôi nha anh chị nha. Tại vì tiềm thức ấy rất là yêu thương mình và vũ trụ rất là yêu thương mình, sẽ luôn tìm cho mình cái con đường nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất để giúp mình đạt mục tiêu nha anh chị nha, được không ạ? Cho nên các anh chị phải chọn cái kết quả cuối cùng đó, đừng có suy ra là bao nhiêu khách hàng ra bao nhiêu đơn hàng rồi bao nhiêu đơn hàng thì mới ra được cái lợi nhuận này. Các anh chị dùng ý thức rồi vậy thì đâu có dùng tiềm thức được đâu. Cái tính ra là các anh chị tiềm thức nó ngồi nó nhịp dò anh chị, nói ủa thế là mình tiếp tục ở không, không ai chủ nhân không sai, mình làm thôi, mình ngồi mình chơi. Mà chúng ta có cái sức mạnh đó mà chúng ta không dùng tới nó rất là phí anh chị, nó rất là phí anh chị nha. Tại vì anh chị thấy trước giờ chúng ta dùng ý thức có 10% anh chị thấy có đuối không ạ? Đuối hay sướng anh chị ơi? Không có khỏe anh chị hả? Đúng rồi, không có sướng. Bây giờ mình học về tiềm thức mình phải dùng cả tiềm thức chứ nha. Nên là chúng ta phải học cách để ứng dụng cái sức mạnh phi thường bên trong của mình. Giờ vũ trụ cho mỗi người ai cũng có cái sức mạnh đó, mà giờ các anh chị không xài thì nó phí. Nhưng mà các anh chị không xài, người khác xài giùm đó. Người khác xài giùm bằng cách nào anh chị biết không? Đó chính là nếu nếu mà các anh chị không sử dụng cái sức mạnh phi thường bên trong của mình để đạt mục tiêu của mình thì sẽ có người khác mượn cái sức mạnh đó để giúp họ đạt cái mục tiêu của họ. Cho nên là có rất là nhiều người họ thuê thuê về đi làm thuê đấy là để xây dựng ước mơ cho họ, đó là bởi vì các anh chị không sử dụng cái sức mạnh phi thường bên trong của mình thì có người khác sử dụng thôi nha. Và hồi nãy có một bạn có comment khung chat là chưa có làm chủ được tâm trí và lời nói của mình ấy, thì đầu tiên anh chị nha là các anh chị phải kiên nhẫn, là bởi vì những cái kiến thức này nó còn mới mẻ với mình. Cái việc mà các anh chị ứng dụng mà các anh chị chưa có làm chủ được liền là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà chúng ta phải gì ạ? Rèn luyện mỗi ngày. Chứ mà bây giờ mình muốn thay đổi cuộc sống của mình thì tôi đã chia sẻ với các anh chị rồi, để mà các anh chị làm thay đổi được cuộc sống của mình thì các anh chị phải làm chủ được ba ba thứ. Làm chủ suy nghĩ của mình, làm chủ lời nói của mình và làm chủ hành động của mình. Và trong suy nghĩ thì có luôn cả cảm xúc anh chị nha. Ừ. Nhưng mà bây giờ chúng ta bảo là không làm được. Đầu tiên là mình phải nói là mình làm được đã. Mình đã biết lý do vì sao mà nhiều năm nay mình chưa thành công, mà bởi vì mình chưa làm chủ được suy nghĩ, cảm xúc, lời nói và hành động của mình. Vậy thì bây giờ mình biết rồi thì đầu tiên mình phải giờ lấy lại cái quyền kiểm soát là tôi làm được. Và cái thứ hai mình phải kiên nhẫn rèn luyện anh chị. Và mình phải ý thức được, phải nhận thức được là mỗi ngày trôi qua mình phải rèn luyện nó từng chút từng chút. Chứ một số anh chị á, cái lý do mà chúng ta chưa có rèn luyện được bởi vì chúng ta gì ạ? Chúng ta dễ dãi với chính mình. Mặc dù là vô dung thì tốt nhắc như thế, nhưng mà kết thúc dung cái là coi gì ạ? Coi như là đâu rồi vào đấy luôn. Vẫn như mới phải không anh chị? Đã vậy còn không chép livestream nữa. Học dùm thì không đều. Sao các anh chị làm chủ được anh chị nói tôi nghe xem.
Bây giờ cái thời gian mà các anh chị tiếp xúc với những cái người không thành công với người thành công, thời gian nào thì anh chị tiếp xúc với ai nhiều hơn? Tất nhiên là với những người không thành công nhiều hơn rồi. Cho nên là chúng ta phải dành thời gian cho cái môi trường và giúp cho các anh chị rèn luyện được cái những cái thói quen của những người thành công. Và phải dành thời gian để mình gọi về mình phát triển những cái kiến thức của mình lên, tư duy của mình lên. Chứ mà lúc vào mình lúc lúc mình vào lúc mình không vào làm sao mình đạt được kết quả nha anh chị nha. Thứ nhất là các anh chị phải gì, phải biết được lý do, phải biết được cái nguyên nhân vì sao mà nhiều năm nay mình chưa thành công được, là vì mình chưa có làm chủ được suy nghĩ, cảm xúc, lời nói và hành động của mình. Và sau đó chúng ta cần phải lấy lại cái quyền làm chủ đó. Đó là quyền của mình mà, sao mình lại phó thác vào cho một người khác hay một cái yếu tố ngoại cảnh nào khác nha anh chị nha. Là và mình phải lấy lại, và cái thứ hai mình phải giờ kiên nhẫn, mình phải kiên nhẫn đúng không ạ? Kiên nhẫn anh chị nha, để rèn luyện và huấn luyện mỗi ngày bằng cách là chúng ta phải cho phép bản thân mình tham gia vào môi trường câu lạc bộ, tham gia đầy đủ các buổi Zoom, ghi chép livestream, gặp gỡ những người thành công. Chứ bây giờ 24 giờ mà có 20 giờ, chú cho là anh chị có 5 tiếng ngủ thì còn 16 giờ. Thế 16 giờ còn lại các anh chị dành thời gian học với câu lạc bộ có 1 tiếng rưỡi thôi. Đúng không ạ? Có 1 tiếng rưỡi thôi, thì vậy thì 10 mấy tiếng còn lại kia anh chị đang tiếp xúc với môi trường cũ, thì hỏi sao mà các anh chị không bị cuốn theo. Được không anh chị ơi? Cho nên những anh chị nào hiện tại mà chúng ta bảo là chúng ta chưa làm chủ được ấy, là bởi vì chúng ta dễ dãi với chính mình ấy. Mình đang dễ dãi với chính mình anh chị nha. Thứ nhất là gì ạ? Là mình biết biết lý do rồi mà mình vẫn không lấy lại quyền làm chủ. Thứ hai là mình thích thì vào Zoom, không thích thì không vào. Thì đâu có ai nhắc mình đâu anh chị, ngoài kia đâu ai nhắc mình đâu, có mỗi câu lạc bộ nhắc anh chị thôi chứ ngoài kia có ai nhắc anh chị đâu. Đã vậy giờ mình còn không ghi chép livestream đều nữa, học Zoom không đều nữa, làm sao anh chị làm chủ được tâm trí của mình, làm chủ được lời nói, suy nghĩ và cảm xúc của mình được và hành động của mình được. Được không ạ? Cho nên là chỉ hơn nhau ở chỗ gọi là gì ạ? Giống như cái giống như cái việc giống như anh chị phải hiểu như vậy nè. Chơi với 5 người thành công thì bạn sẽ là người thành công thứ 6. Vậy thì tại sao chơi với 5 người thành công bạn là người thành công thứ 6? Là bởi vì các anh chị sẽ được nghe họ nói, các anh chị biết họ nghĩ gì nè. Và khi anh chị nghe họ nói chuyện, các anh chị được ảnh hưởng và được nhiễm từ từ họ. Đúng không ạ? Vâng. Được nhiễm từ từ họ, và các anh chị biết cái điều nào nên và cái điều nào không nên để giúp cho mình thành công. Còn nếu mà các anh chị dành thời gian cho những cái người không thành công nhiều hơn thì sao? Thì kết quả nó là kết quả không thành công. Nó lựa chọn của mình anh chị nha. Còn tất cả những kiến thức ở trong câu lạc bộ thì có sẵn hết rồi. Mà quan trọng là do chúng ta gì? Chưa có kỷ luật và cũng chưa có gì anh chị. Chưa có cái sự cam kết với chính mình. Cam kết với chính cuộc đời của mình. Kỷ luật mình mỗi ngày để chúng ta có thể gì? Dành thời gian của mình ở trong môi trường của những người thành công nhiều nhất trong một ngày. Cho nên là lâu mình bị quên anh chị, mình bị quên tại vì các anh chị biết là chúng ta là sinh vật của thói quen, mà chúng ta sống theo thói quen. Thì trước giờ thói quen của mình là như thế nào, và bây giờ chúng ta gì thói quen là sao anh chị? Nghĩa là các anh chị mở mắt ra, việc đầu tiên các anh chị sẽ làm chính là gì ạ? Vớ tay lấy cái điện thoại và bấm tắt đồng hồ. Sau đó các anh chị bước xuống giường, đi thẳng vào restroom, đánh răng, rửa mặt. Đó là thói quen đó anh chị, không cần ai nhắc nhở mà các anh chị làm một cách rất là tự động luôn. Và tương tự như thế, các anh chị mới được câu lạc bộ mình nhắc nhở một vài cái thói quen mới thôi, chia sẻ các anh chị một vài cái thói quen mới cho các anh chị vẫn đang những cái thói quen cũ nó đang bám vào sâu rốt rễ của mình ấy. Thì khi mà các anh chị mở mắt ra thì anh chị bắt đầu một cái ngày mới, anh chị lại bị cuốn vào công việc. Thế là mình lại cuốn vào cái thói quen, những cái thói quen cũ. Cho nên là các anh chị trong cái thời gian đó, các anh chị không có làm chủ được tâm trí và suy nghĩ, cảm xúc và lời nói và hành động của mình. Cái vào tới Zoom các anh chị được nhắc nhở, các anh chị mới nhớ là gì? Hôm nay mình đã quên làm chủ. Được không anh chị ơi?
nha anh chị nha. Cho nên những cái người thành công đó là họ có được cái sự liên tục, họ có được cái sự kỷ luật anh chị, mỗi ngày nha anh chị nha. Cho nên từ bây giờ hàng ngày các anh chị nha, chúng ta cần phải gì ạ? Có được cái sự liên tục bằng cách là gì ạ? Tham gia vào những cái buổi Zoom của câu lạc bộ nè, ghi chép live stream nè, dành thời gian của mình nhiều nhất bên cạnh những người thành công nè. Có một anh bạn của Tú anh chị, anh nói chuyện với Tú có một lần thôi, mỗi ngày nhắn tin chúc Tú một câu anh chị, Tú chúc lại cái là ngày hôm đó về tiền. Thế nãy em mới nhắn tin Tú ơi, khi nào em rảnh nữa em nhắn cho anh tin nữa nha, để tối nên về tiền tiếp. Tôi thả tim rồi, tôi không vào Zoom rồi anh chị ơi. Nó nói rảnh thì chắc chắn em không rảnh rồi đâu, quan trọng là lý do thôi, quan trọng là có lý do để nhắn thôi. Cái mỗi lần mà Tú nhắn một câu, anh nhắn một câu là ảnh lại về tiền anh chị nha. Tại vì sao anh chị biết không? Tại vì mình giống như là nằm trong nhóm quyền lực đó anh chị, thì khi mà Tú nói điều gì ảnh tin điều đó. Tôi nói điều gì anh tin điều đó anh chị nha. Và khi anh tin thì chính là cái lời nói của tôi anh chị, chính là cái hạt giống gieo vào trong tiềm thức của anh. Và khi gieo vào tiềm thức thì nó nảy nở anh chị nha. Tiềm thức là một mảnh đất gì ạ, gọi là màu mỡ, và nhận gieo trồng bất kỳ hạt giống nào, không phân biệt hạt giống đó tốt hay không, chỉ cần bạn tin là nó nở. Và bởi vì nhóm quyền lực có nghĩa là những cái người mà các anh chị rất là ngưỡng mộ, những cái người mà các anh chị rất là tôn trọng, thì khi mà họ nói các anh chị tin, các anh chị về tiền luôn. Khi mà họ chúc các anh chị đón nhận cái kết quả đó, anh chị đón nhận cái lời chúc đó, các anh chị về tiền luôn. Vâng. Ừ. Nha anh chị nha. Cho nên là các anh chị còn phải dành thời gian của mình nhiều nhất ấy, nhiều nhất trong một ngày ở bên cạnh những người thành công, trò chuyện với họ, lắng nghe họ chia sẻ để mình được nhiễm từ từ họ anh chị nha. Được anh chị ơi. Chúng ta phải làm chủ cái lời nói của mình, làm chủ cái tâm trí của mình, luôn hướng tới cái kết quả các anh chị muốn, cái kết quả cuối cùng nha. Và phải hoàn thành mọi thứ trong tâm trí trước khi bắt đầu, dù là từ những cái mục tiêu nhỏ hay chăng nữa, thì phải hoàn thành mọi mọi việc trong tâm trí của mình trước khi bắt đầu nha. Và cái thứ hai là các anh chị phải liên tục làm chủ cái ngôn từ nói ra, cái ngôn từ của mình anh chị. Mình nói mình phải lựa lời mình nói, mình nói mình lựa những cái ngôn từ nào mà nó thu hút tiền ấy thì mình hãy nói nha. Mấy cái ngôn từ nào mà làm cho mình giảm tiền ấy, thì đừng nói. Ví dụ như những ngôn từ như này nè: chị chưa có đạt được mục tiêu, chị mới có đạt được, đây những ngôn từ giảm giảm tiền nè, chị mới đạt được có 50% mà em. Tôi nói đó, ở đó mà 50% đi, tiềm thức chút xíu nó giận chị luôn á, chị năn nỉ nha. Em không có dính dáng gì tới cái vụ này nha. Chị mới có đạt 50%, tôi nói dạ vâng, tuyệt vời đó chị, không biết ơn đi. Anh chị phải thay đổi ngôn từ nha. Chị đã đạt được 50%, anh chị thấy nó khác không? Bây giờ tôi hỏi các anh chị nha. Bây giờ các anh chị nói chị mới đạt được 50%. Với cái câu mà chị đã đạt được 50%, anh chị thấy cái năng lượng nó khác không? Mặc dù là chỉ qua tin nhắn thôi nha, tôi chưa nói là gọi điện thoại hay gặp mặt trực tiếp nhau qua video call này, này kia đâu anh chị. Nhưng mà chỉ cần thấy cái tin nhắn, cái gọi là cái ngôn từ nhắn tin qua thôi, là thấy là người đối diện bên kia đang có cái gương mặt gì rồi đó. Mới đạt được có nghĩa là đang không có hài lòng á anh chị, không hài lòng tiềm thức nói trời ơi đang làm việc quá trời quá đất đi, không thấy lời cảm ơn gì hết trơn ấy. Mà chưa gì là nói mới đạt được, hay những cái ngôn từ gì ạ, chồng chị khó lắm, con chị hư lắm, chồng của chị á là không cho chị học, rồi chồng của chị thế này thế nọ thế kia, vợ của chị vợ của anh thế này thế nọ thế kia, con của anh thế này thế nọ thế kia. Xong cứ than anh chị, nhất là mấy cái ngôn từ mà nó có chiều hướng là đi gọi là than vãn và kể lể đấy, là nó sẽ làm cho các anh chị giảm tiền. Giảm tiền là giảm tài sản rồi đó, cho nên các anh chị phải lựa ra những cái ngôn từ nhằm các anh chị nói, nó phải hút tiền, thu hút tiền anh chị nha. Được không ạ? À? Nha, là mình phải tổng kết gì ạ? Chị đã đạt được, chồng của chị rất dễ tính, dễ chịu, dễ chiều. Thậm chí có chị còn nói em ơi, nay quán của chị ế quá, chị làm sao có nhiều khách đây. Tôi nói dạ vâng, trong câu hỏi của chị là có câu trả lời đó. Nay ế quá, đó có câu trả lời rồi. Nay quán do chị biết sao quán ế, do chị nói đó.
Nên là những anh chị hay nói Tú em ơi làm sao hôm nay quán chị có nhiều khách với, tại vì chị ế nhà hôm nay quán của chị ế quá. Dạ vâng, trong câu hỏi của chị có câu trả lời rồi, chị ra quyết định mà nha. Cho dù nên là các anh chị ông một gọi là bậc thầy ấy, anh chị một bậc thầy sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn ấy, là người ta luôn tập trung vào kết quả người ta muốn bất chấp mọi cái dấu hiệu hiện tại đang không có hậu thuẫn cho đạt mục tiêu, nhưng họ vẫn tập trung vào kết quả họ muốn anh chị. Khi đó vũ trụ sẽ bày công hết tất cả mọi thứ giúp họ đạt mục tiêu, chứ không phải dễ dở hơn hương nha. Ui có vẻ như không đạt được rồi. Ui rồi cái gì ạ? Đạt được thì đạt, không đạt được thì thôi. Thì chắc chắn với các anh chị, với cái tâm thế đó chắc chắn không đạt được đâu anh chị. Mà mình phải xác quyết tới cùng là gì ạ? Là đạt được. Được mà, bởi vì tôi có thể làm mọi việc đều thành công nhờ sức mạnh tiềm thức. Còn nếu mà trên hành trình mà mình gì ạ? Nó còn một xíu nó mới đạt được thì sao anh chị? Có không có buồn không ạ? À? Không nha. Không nha anh chị. À, doanh nhân của mình có chia sẻ trong buổi Zoom nhóm rèn luyện 90 ngày hôm chừng ngày chủ nhật đúng không anh chị ơi? Khi mà các anh chị gặp một cái thử thách, hay là khi anh chị đặt ra một cái mục tiêu mà các anh chị chưa đạt được, điều đó có nghĩa là gì ạ? Là một dấu hiệu vũ trụ nhắc nhở chúng ta là cần phải gì anh chị ơi? Phát triển lên nữa đi, hoàn thiện mình hơn nữa đi, đúng không ạ? À? Chứ không phải là nói mình dở đâu anh chị nha, hay là nói là mình không có tài đâu, mà đang nhắc nhở mình là cần phải học tập phát triển lên nữa. Và khi mình học tập phát triển lên thì sao? Tư duy mình ở đâu thì tiền của mình ở đó thôi. Chứ bây giờ mình thấy mình không đạt mục tiêu, cái mình ngồi mình trách móc mình không vui, rồi không có năng lượng, rồi tháng đó không học luôn, tháng đó coi như là không vô học luôn thì không đạt mục tiêu luôn. Vậy cái chiến lược mà bây giờ là mình không vui, mình trách móc mình, rồi mình không có năng lượng, nó đâu có hiệu quả đâu. Vậy thì như thế, thay vì như thế các anh chị hãy gì ạ? Thấy là rằng yeah, tuyệt vời. Mình đặt 100%. Mình đặt mục tiêu là 100 triệu và bây giờ đạt được 70, 80 triệu cũng là thành công rồi anh chị. 50, 60 triệu cũng là thành công anh chị nha. Có nghĩa là tháng đó là mình đặt mục tiêu cao hơn, nhưng mà cái giá trị mình chưa tăng được cái ngưỡng đó. Hay là tháng này mình mất tập trung, tháng này mình chưa làm chủ được suy nghĩ, cảm xúc và lời nói và hành động của mình, nên mình chưa đạt mục tiêu. Thì việc của mình phải rút ra được cái bài học và thay đổi. Chứ bây giờ mình trách móc mình thì nó không phải là chiến lược hiệu quả anh chị. Nha. Cho nên là trong bất kỳ trường hợp nào anh chị, cho dù cái kết quả mục tiêu 30 ngày của mình ấy là nó đạt được bao nhiêu phần trăm hay chăng nữa, thì cũng là một cái gì ạ? Dấu hiệu là tiềm thức nhắc nhở chúng ta là cần phải phát triển bản thân mình lên. Và nếu mình đạt được thì sao anh chị ơi? Tháng sau mình đặt mục tiêu lên là mình phải tiếp tục duy trì cái sự phát triển đó để đạt được mục tiêu của mình. Cho nên mới có một cái câu nói là học học nữa học mãi anh chị. Tại vì nếu mà các anh chị ngừng học thì kết quả thành công anh chị nó sẽ từ từ đi xuống. Tại vì đó là quy luật rồi anh chị nha. Nếu anh chị hỏi Tú là vì sao mà mình học thì giá trị nội tại mình tăng thì tiền mình về nhiều hơn. Dạ vâng. Đó là quy luật của vũ trụ. Vì của chúng ta là sống vũ trụ tôn trọng điều gì thì mình tôn trọng điều đó, hay là mình ý kiến mà mình ngồi nghiên cứu của anh chị ơi. Bây giờ người thành công ấy là người ta đã nghiên cứu hết rồi, và việc của mình chỉ cần ứng dụng thôi. Mình có thời gian để mà mình đi nghiên cứu không ạ? Việc của mình là cần phải học và ứng dụng từ người thành công để thành công luôn anh chị nha. Được anh chị ơi. Đấy. Đúng không ạ? Và trong số anh chị chúng ta nắm được cái điều đó, cơ số 2.000 anh chị. Các anh chị nhớ nha, bắt đầu từ ngày hôm nay đúng không ạ? Là chúng ta sẽ cùng nhau ứng dụng được hấp dẫn hay trở thành ứng dụng được hấp dẫn hay trở thành lối sống của mình từ những cái việc nhỏ nhất anh chị. Từ những việc nhỏ nhất anh chị nha, là trước khi chúng ta làm điều gì á, là các anh chị phải dành ra thời gian là khoảng 10 giây chọn cái kết quả mình mong muốn.
Sau đó mình bắt đầu gì? Hình dung, tưởng tượng. Hình dung tưởng tượng anh chị. Mình hình dung tưởng tượng nhưng mà về cái kết quả mà mình đã đạt được, và chúng ta tận hưởng đúng không ạ, tận hưởng cái cảm xúc mà mình đã đạt được cái kết quả đó rồi. Các anh chị nhớ nha, tôi nói các anh chị cái phần này rất là kỹ bởi vì nó rất là quan trọng. Rồi là những anh chị nào chúng ta đạt mục tiêu ấy, bất kỳ mục tiêu nào, còn những anh chị khác ấy mà không đạt được, mặc dù công thức thì như nhau thì nó sẽ khác nhau ở chỗ chính là ai sử dụng tâm trí của mình nhiều hơn và tận dụng tâm trí của mình một cách tối đa anh chị, thì cái kết quả của người đó sẽ đạt được ở mức cao nhất. Đó chính là gì anh chị ơi? Là trước khi chúng ta làm bất kỳ điều gì anh chị nha, hãy dành ra 10 giây, ít nhất là 10 giây chọn kết quả anh chị mong muốn. Sau đó hình dung tưởng tượng là mình đã đạt được cái kết quả đó rồi và tận hưởng cái cảm xúc là mình đã đạt được kết quả đó. Sau đó mình biết ơn. Được không ạ? Để làm sao anh chị? Cái việc mà chúng ta gì ạ? Cái việc mà chúng ta gì ạ? Ra quyết định về cái kết quả mình mong muốn, sau đó mình hình dung tưởng tượng thì nó sẽ giúp cho mình có được cái sự tập trung và mình sẽ giờ tâm thân trí của mình sẽ hợp nhất là một, tâm thân trí của mình sẽ hợp nhất là một anh chị nha. Mình sẽ kéo, gọi là mình sẽ gọi cái sức mạnh phi thường bên trong của mình nó về đây để nó gì giúp mình đạt mục tiêu. Cho nên là sao anh chị, có rất nhiều anh chị ứng dụng quy trình thu hồi thu nhập, ứng dụng quy trình bán tài sản giá trị lớn, ứng dụng quy trình sở hữu tài sản giá trị lớn, ứng dụng những cái quy trình để giúp mình đạt mục tiêu 30 ngày. Nhưng tại sao có những anh chị đạt được rất là nhanh, nhưng mà có những anh chị là làm hoài chưa đạt được? Là bởi vì cũng là cái quy trình đó nhưng mà mình không có dành cái thời gian ra để mình tập trung vào cái mục tiêu của mình. Mình viết ra xong mình để đó anh chị, và mình cứ nghĩ rằng tiềm thức nó làm một cái bộ môn gì đó nó huyền bí, là cứ viết mục tiêu ra rồi chỉ cần hình dung thôi là có kết quả. Không đâu anh chị nha, hình dung thôi vẫn chưa đủ mà còn phải hành động nha anh chị. Mà chúng ta còn phải hành động nữa, phải lên kế hoạch hành động nha anh chị, được không ạ? Chứ không phải là mình cứ ngồi mình hình dung xong mà mình không hành động gì cả. Và có nhiều anh chị là cũng không dành thời gian để hình dung luôn. Mục tiêu thì ở đó, mình ở đây hai người nhìn nhau không không hình dung anh chị. Tôi hay hỏi là thấy tháng này chị đạt mục tiêu bao nhiêu phần trăm rồi, chị đạt được nhiêu đó phần trăm. Dạ vâng, thế tháng này chị có làm đúng các bước để đạt mục tiêu không? Chị tham gia gym đầy đủ chứ? Chị có ghi chép livestream không? Chị hình dung nhất 30 lần, ít nhất 50 lần một ngày bức tranh 30 ngày chứ? Rồi có rèn luyện những thói quen của người thành công mỗi ngày không? Nha anh chị nha. Được không ạ? Đó là bốn cái yếu tố đó anh chị. Bốn cái bí kíp giúp anh chị đạt mục tiêu tài chính của tháng 9 hay là tất cả mục tiêu mà các anh chị đang mong muốn đạt được đó. Chị có em mà chị thiếu, chị có một cái còn còn nhiêu thiếu hết. Dạ vâng, đó là vì sao mà chưa đạt được ấy. Nên các anh chị rà lại nha. Những anh chị mà đang đạt mục tiêu thì về mình rà lại coi có phải gì không. Mình xem mình làm đúng chưa. Tham gia cái buổi gym nè, ghi chép live stream nè, làm những cái thói quen của những người thành công hơn như hôm trước tôi chia sẻ nè. Rồi gì nữa ạ? Hình dung bức tranh mục tiêu 30 ngày của mình, hay là cái bức tranh mục tiêu mà các anh chị mong muốn đạt được ấy, ít nhất 50 lần chưa? Rồi có tham gia gym đặt hàng vũ trụ không? Đấy anh chị nha. Dễ lắm anh chị ơi. Tại vì công thức người thành công chỉ là những cái gì anh chị nhận được ấy thì bằng tư duy gốc rễ của chúng ta cộng với giá trị trao cho thị trường thôi. Mình cứ ráp đúng công thức vô là kết quả mình nó về anh chị. Còn kết quả mình nó chưa về là đơn giản là nó chưa thỏa mãn được hai cái yếu tố tư duy và giá trị trao đi. Đúng không ạ? Và bây giờ anh chị ha, tôi sẽ chia sẻ các anh chị một cái nội dung nữa. Để khi mà chúng ta gì gọi là biết về luật hấp dẫn anh chị, chúng ta biết được rằng luật hấp dẫn là gì, là cái gì có bên trong thì cái đó sẽ có bên ngoài. Mọi sự vật sự việc sẽ được diễn ra hai lần. Một lần ở bên trong tâm trí và một lần ở ngoài thực tế, đúng không ạ? Thì hồi xưa anh chị, chúng ta hay nghe cái câu là ở hiền thì gặp lành,
gieo gì thì gặt nấy. À, cũng đúng mà. Và chúng ta, bản thân của chúng ta anh chị, hay là bản thân của Tú đi, thì cũng sống rất là tốt đời đẹp đạo anh chị nha. À, cũng mong rằng là mình làm việc chăm chỉ, à, sống tốt đời đẹp đạo thì ông trời sẽ ngó tới công khó nhọc của mình, cho mình những cái cơ hội thành công và làm giàu đến. Nhưng mà mình chờ mãi không thấy. Làm việc cũng chăm chỉ rồi, giúp đỡ cũng nhiều người rồi, cũng sống rất là tốt, nhưng mà cũng chưa thấy giàu đâu. Nó đến từ đâu anh chị biết không? Bởi vì nếu mà bây giờ mình có sống tốt đời đẹp đạo anh chị nha, nhưng nếu mình không có tư duy, không có những cái niềm tin của những người thành công và giàu có, thì mình cũng không thể nào giàu có được. Đúng là ở hiền gặp lành là đúng anh chị, nhưng vẫn chưa đủ giúp cho mình đạt được gọi là gì cái sự thành công, hay thậm chí là những cái lúc mình gặp những cái sự kiện mà không có thuận lợi anh chị, không có tích cực, không có tích cực xảy đến với cuộc đời của mình, thì mình cũng không thể nào vượt qua được. Và bản thân của Tú anh chị, cách đây gần 5 năm về trước, thì cũng đặt ra cái câu hỏi là bây giờ phải làm sao để gì ạ? Đầu tiên là phải giúp cho mình, cho chính mình trước, sau đó giúp cho gia đình của mình, và sau đó mới giúp được cho những người xung quanh, là ai cũng vui vẻ nè, rồi hạnh phúc nè, thành công nè, giàu có nè, và có được cái sức mạnh tính cách anh chị nha. Làm sao để mình có thể giữ được cái hạnh phúc nè, cái niềm vui, cái sự thành công cũng như cái sự giàu có, bất kể là trong cái sự kiện nào hay tình huống nào nó đến với cuộc đời của mình, thì mình vẫn giữ được. Và làm sao để mình có thể làm chủ được cuộc đời của mình, đúng không ạ? Và cái thời khắc mà tôi ra quyết định là tôi đi tìm con đường thành công anh chị, thì mình đã được học về sức mạnh tỉnh thức và luật hấp dẫn, hiểu được cái gốc rễ anh chị nha, là tại sao mình lại thu hút những cái điều không tích cực đến với cuộc đời của mình, là bởi vì ở bên trong suy nghĩ, cảm xúc, lời nói của mình anh chị là hay tập trung vào những cái điều không tích cực anh chị nha, đúng không ạ? Là hay tập trung vào những điều không tích cực. Và mình tự hỏi chính mình là bây giờ phải làm sao để mình có thể chuyển đổi lại, là những cái lúc mà mình tập trung vào những cái điều không tích cực ấy, thì làm sao để mình có thể quay tập trung mình vào những cái điều tích cực anh chị. Tại vì trong cái khoảng thời gian đầu tiên ấy, trong khoảng thời gian đầu tiên anh chị nha, là chúng ta chưa làm chủ được hoàn toàn suy nghĩ, cảm xúc và lời nói của mình đâu. Đôi khi cũng sẽ thu hút những cái điều không tích cực đến anh chị, cũng làm mình không có vui, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ cũng như hướng dẫn cho các anh chị cách để mà mình có thể là chuyển đổi cái cảm xúc của mình khi mình gặp những cái sự kiện không vui và làm cho cảm xúc của mình nó không có vui. Tại vì anh chị biết không, cảm xúc của mình không vui mà nó kéo dài trong một cái thời gian dài ấy, là ngay lập tức anh chị nha, một ngày thôi là các anh chị sẽ thấy là mình thu hút những cái điều không tích cực và may mắn đến luôn. Mình thấy mọi chuyện hôm nay nó cứ sao sao ấy, mình cứ cảm giác như là hôm nay nhìn ai cũng khó chịu, mình nhìn ai mình cũng thấy khó chịu anh chị, đúng không ạ? Có thể là cái cảm xúc không tích cực của mình nó đến từ cái việc là chúng ta đọc thông tin báo chí, từ những cái báo chí nào đấy nó không tích cực, hay là chúng ta nghe nghe báo đài, nghe tivi, hoặc là nghe từ những cái người khác họ than, họ kể lể, và chúng ta cảm nhận anh chị, ngồi chính mình ngồi mình cảm nhận mà trời ơi, sao mà thương quá, tội nghiệp quá, hay như thế nào đó, mình feel trong cái cảm giác đó, cái câu chuyện đó anh chị. Và trong cái lúc đó anh chị, chúng ta không có tỉnh thức, và vô tình mình, cảm xúc của mình nó đã bị hòa quyện vào, nó bị chi phối vào những cái câu chuyện, vào những cái bài báo, những cái lời nói và những cái thông tin mà chúng ta ok các anh chị nha. Một hôm nào đó mà các anh chị thấy là mọi thứ hôm nay nó diễn ra nó hơi không như ý mình muốn,
Nó kiểu như là các anh chị đã trải qua những cái ngày này trong cuộc đời mình bao giờ chưa? Những cái ngày mà các anh chị thấy mọi thứ như quay lưng với mình. Thế hôm nay sao mọi thứ nó sao sao á ta? Nó cứ kiểu như khó ở với anh chị. Đúng rồi, kiểu như là nó cứ khó khó làm sao ấy. Đấy, vì làm sao để mà thì khi đó các anh chị phải hiểu được rằng là khi đó là bên trong chúng ta đang có những cái cảm xúc, đang có những cái suy nghĩ nó hướng tới những cái điều không tích cực, hoặc là chúng ta đang bị chi phối từ những việc xung quanh. Cho nên những anh chị nào mà chúng ta đang về tiền ấy, mà tự dưng á là dòng tiền nó ngừng anh chị, là tôi hay hỏi như vậy nè: hôm nay cho năm giác quan đi đâu chơi ấy? Hôm nay chị nghe gì, xem gì, đọc gì ấy? Rồi có ngồi có ghi chép livestream không, có tham gia Zoom không? Và thường câu trả lời là hôm nay chị gặp mấy người bạn, xong mấy người bạn họ chia sẻ này chia sẻ kia, xong rồi chị cũng tâm sự, chị định hướng. Có mấy anh chị hay lắm, có một cái tình yêu thương rất là lớn anh chị nha, nhưng mà không đúng lúc. Là người ta hay nói là không yêu không mạnh mà còn gai gió anh chị. Tâm trí mình bảo vệ còn chưa xong rồi là lo định hướng tâm trí người khác, nó mới ghê chứ. Tâm trí mình chưa vững vàng anh chị nha, suy nghĩ của mình, lời nói mình còn đang chưa làm chủ được mà. Chị thấy một người thương quá, chị ra chị định hướng xong rồi về chị trục năng lượng của em nha anh chị nha. Nên là có cái câu nói mà ông bà mình hay nói là không mạnh mà còn gai gió nữa. Cho nên là việc của chúng ta là cần phải gì ạ? Làm chủ được mình trước, làm chủ lời nói, suy nghĩ và hành động của mình, được không ạ? Việc của các anh chị không cần phải thay đổi bất kỳ ai đâu, anh chị chỉ cần thay đổi cái suy nghĩ của mình thôi về cái người đối diện, thay đổi suy nghĩ của mình về chính bản thân mình, về cái điều anh chị muốn. Hồi nãy có một chị mới nhắn lên khung chat hỏi là bây giờ mẹ chồng chị than quá là sao, chị để mẹ chồng chị hết than. Dạ vâng, trong câu hỏi của chị là có câu trả lời rồi đó. Anh chị có thấy là chị tập trung vào cái điều chị không muốn không? Là chị tập trung vào mẹ chồng than, là cứ than hoài thôi nha anh chị nha. Tôi chia sẻ anh chị rồi, nó đúng với mọi trường hợp. Việc của chúng ta là cần phải tập trung vào cái gì anh chị ơi? Và nói cái điều gì ạ? Rõ ràng cái điều anh chị muốn không phải là kết quả đó, nhưng các anh chị cứ tập trung hoài mà, và các anh chị cứ nói hoài đấy, đơn giản vậy thôi. Giống như tôi thấy tôi có một người bạn, bạn của tôi hay nói con tôi, nhờ con của bạn tôi như vậy nè: con của tớ là nó cứ chơi game hoài rồi cậu, làm sao để nó hết chơi game đi. Nó nói đầu tiên là bạn ra quyết định là con mày vẫn chơi game rồi đó, bạn đang nói là con mày đang chơi game rồi, sao bạn không nói là con bạn chăm chỉ học tập, thông minh, thiên tài, là niềm tự hào của bố mẹ, rồi con ngoan ngoãn, dành thời gian để học những cái kiến thức mà giúp cho mình nâng cao thêm cái kiến thức của mình lên, bởi vì đó là thói quen các anh chị phải luyện tập đó. Và bởi vì nó là thói quen, các anh chị phải ghi chép livestream đấy. Để anh chị dừng thay đổi ngôn từ của mình đi. Và bởi vì đó là thói quen, các anh chị phải tham gia vào các buổi Zoom của câu lạc bộ đó. Thói quen nó sẽ không thể nào thay đổi được nếu các anh chị cứ để mình ở trong môi trường cũ. Và chúng ta cứ đặt câu hỏi mãi. Cứ lên Zoom các anh chị gặp vấn đề là các anh chị cũng đặt câu hỏi hết trơn. Nhưng nói xong rồi các anh chị là ta đâu là vào đấy anh chị ha. Đâu thay đổi đâu. Thay đổi cho anh chị, tại vì sao? Tôi mới nói chủ đề như ngày hôm trước mà. Mới ngày thứ bảy luôn. Đúng không anh chị ơi? Mới nói các anh chị phải làm chủ lại cái lời nói của mình rồi, bởi vì tiềm thức của mình nó không hiểu từ không mà hiểu từ chưa. Giống như Google đó, nó nắm bắt từ khóa thôi. Tại vì của anh chị phải nói sử dụng cái ngôn từ mà nó giúp cho các anh chị tạo ra tiền. Và tập trung vào cái điều anh chị muốn, bất chấp hiện tại không như anh chị muốn. Anh chị biết cái giai đoạn đầu tiên khi mà tôi không có một khách hàng nào hết anh chị nha, tôi làm rất là nhiều và không một khách hàng nào hết, nhưng tôi cũng chưa bao giờ tập trung vào là mình ế quá, mình không có khách hàng nào hết, mà tôi luôn tập trung vào giống như là gì,
mình thấy vô cái hình ảnh mình rất là bận bịu, check tin nhắn nè, gọi điện thoại nè, lên danh sách nè, rồi khách hàng gọi là gõ cửa nhắn tin rồi quá trời mà không kịp trả lời luôn, đang gọi cho người này người kia họ cứ gọi đến họ hỏi mình, em ơi cho chị tư vấn với, tư vấn chị với. Thế là sau một thời gian anh chị, thì cái hình ảnh mà tôi đã hình dung trong tâm trí và cũng như là mình ra quyết định trong tâm trí của mình ấy, và mình nói ở bên ngoài là mình khách hàng gõ cửa mua hàng, khách hàng nhiều đến nỗi mà tôi chăm sóc cả cả năm không hết, khách hàng ship hàng dài chờ tôi phục vụ, thì nó đã trở thành sự thật anh chị nha. Bây giờ một ngày của tôi là gọi là trên 10 khách hàng anh chị. Và cái hình ảnh mà bây giờ nó đang diễn ra mỗi ngày trong tâm trí của tôi là gì ạ? Nó đang diễn ra bên ngoài luôn nha. Là khi mà tôi gọi điện thoại cho người khách hàng A thì người B liên tục nhấn máy gọi bên đây nè anh chị. Thì khi họ gọi thì chắc chắn là nó sẽ tự tắt rồi. Thì bên đầu và bên dây của người B sẽ yêu để là cuộc gọi người gọi đang bận. Và cái giai đoạn mà lúc trước là tôi đang ế khách anh chị nha, không có một khách hàng nào hết trơn ấy, vắng hoe. Nhưng mà tôi có tập trung vào bứt tóc không ạ? Bứt tóc xong rồi vuốt trán xong rồi chống cằm rồi kiểu giống như là thẫn thờ anh chị. Thì nếu mà chúng ta càng càng để cảm xúc mình nó hòa quyện vào cái hiện tại mà không như mình mong muốn. Dạ vâng, chúc mừng anh chị. Anh chị đã được gọi là nhận trọn vẹn kết quả là mình không đạt được gì cả. Và chúc mừng các anh chị đã gọi là gì ạ? Đã không làm chủ được tâm trí của mình. Anh chị hiểu được không ạ? Vâng. Nên hơn nhau ai làm chủ được suy nghĩ, cảm xúc, lời nói và hành động của mình thôi. Và điều này nói thì nó dễ anh chị nha, nhưng phải cần phải rèn luyện đấy. Mà khi mà chúng ta thường gặp thử thách thì điều đầu tiên chúng ta hay làm chính là tập trung vào thử thách luôn, tập trung vào cái vấn đề luôn, không tập trung vào kết quả đâu. Cho nên mình mới cần có môi trường nhắc nhở mình mỗi ngày đó anh chị. Còn ngoài ra nếu mà không có các buổi Zoom thì các anh chị có live stream đấy, ghi chép đi ạ. Giờ mình chưa đạt được cái kết quả mình mong muốn đó mà, thì mình phải chăm chỉ chứ. Được anh chị ơi. Ok anh chị nha. À, tôi sẽ chia sẻ các anh chị làm sao để mà có thể chuyển đổi cảm xúc của mình ấy. À, từ đang không tích cực mà chuyển sang vui vẻ, đủ đầy hạnh phúc, yêu thương, biết ơn. Để mà khi chúng ta chuyển cảm xúc của mình sang cái tần số đó thì mình sẽ thu hút những cái điều tốt đẹp anh chị nha. À, đó chính là chúng ta sẽ cùng nhau lập ra một cái danh sách. Lập ra một cái danh sách những cái nhân tố chuyển đổi cảm xúc của mình. Những nhân tố chuyển đổi cảm xúc của mình. Và cái danh sách này chúng ta phải luôn giữ bên mình anh chị. Luôn giữ bên mình nha. Bởi vì những cái nhân tố này ấy, sẽ giúp cho chúng ta trong tích tắc từ đen không vui mình sẽ vui trở lại. Được không ạ? Những nhân tố chuyển đổi cảm xúc của mình anh chị nha. Đầu tiên đó chính là kỷ niệm đẹp. Kỷ niệm đẹp anh chị. Thứ hai là kế hoạch cho tương lai, nghĩa là mục tiêu trong tương lai của mình. Và thứ ba là khoảnh khắc vui tươi của mình. Khoảnh khắc mà các anh chị thấy là mình, những cái lúc đó là thấy là mình vui nhất ấy, kiểu như mình lúc nào cũng vui tươi với trong cái khoảnh khắc đó anh chị. Ví dụ như đó chính là khoảnh khắc gì ạ? Dạ vâng, mình đã chiến thắng được những thói quen cũ của mình. Mình đã trở thành con người mình muốn trở thành, hoặc là những cái khoảnh khắc mà các anh chị đạt được, hoàn thành mục tiêu ngày, mục tiêu tháng. Thứ tư anh chị là những cái bản nhạc mình yêu thích. Vâng, đó là bốn cái nhân tố anh chị nha, để chuyển đổi cảm xúc của mình, đúng không ạ? Chính những cái nhân tố này anh chị nha sẽ giúp cho mình là gì, khi mình cảm thấy không có vui mình sẽ chuyển sang những cái điều mình muốn. Mình vui, mình phải cần phải rèn luyện cái điều này anh chị nha, để nó trở thành cái điểm neo, nó trở thành cái điểm neo luôn anh chị. Điểm neo là sao anh chị biết không ạ? Điểm neo có nghĩa là ví dụ đi, cái mùi dầu thơm,
Ví dụ như các anh chị chơi với một cái người bạn thân đi, mà bây giờ là mỗi lần mà hai người đi với nhau là họ hay xịt cái mùi dầu thơm này, thì một thời gian sau thì là mình không có gặp họ nữa. Ví dụ họ đi nước ngoài, họ đi du học đi, cái tự dưng là một ngày nào đó mình đang đi ngoài đường, cái có người, có một cái người nào đó họ xịt cái mùi dầu thơm đó và đi ngang qua mình nghe được cái mùi đó, thì mình sẽ nhớ là cái người bạn của mình, đúng không ạ? Hay là có một cái bản nhạc đi, một cái bản nhạc anh chị nha, các anh chị hay nghe với cái người mà các anh chị rất là yêu quý họ. Mỗi lần mà mình nghe cái bản nhạc này, mặc dù bây giờ là mình không có gặp họ nữa, họ đi nước ngoài rồi đi, tự nhiên bây giờ mình nghe là cái bản nhạc đó, cái mình nhớ là kỷ niệm đẹp anh chị ha, hoặc là nhớ về người xưa. Nhưng mà nhớ nha, nhớ về người xưa và nhớ về cái kỷ niệm nào mà giúp mình vui á, chứ nhớ về người xưa hay là nhớ về cái kỷ niệm nào mà làm cho mình không vui thì thôi đừng nhớ nha, tại vì không, bây giờ nhớ lại nó còn làm mình không vui hơn nữa, đúng không anh chị? Chúng ta mới biết cách lựa chọn nha. À, nhớ về người xưa hay nhớ về kỷ niệm đẹp là phải nhớ về cái người và cái kỷ niệm đẹp nào, cái kỷ niệm nào anh chị mà giúp cho mình vui thì mới mang, khi mình nhớ lại mới vui được. Còn bây giờ cái người nào mà ngày xưa mình không thích đi mà bây giờ mình còn nhớ về là mình chỉ muốn nghiến răng thôi, nếu mà chỉ muốn nghiến răng thì kiểu là không thích đấy, thì làm cho mình không vui hơn nha. Cho nên các anh chị thấy là một cái bản nhạc ấy, hay là một cái mùi hương nước hoa đi, à, cũng có thể làm cho thay đổi cảm xúc của chúng ta, đúng không ạ? Ngay trong tích tắc luôn ấy, đúng không ạ? Ừ. Nếu cái mùi như anh chị tôi nói đấy, và khi mà chúng ta gì ạ? À, cái bản nhạc đó hay cái mùi nước hoa đó, à, mà gì ạ? Mình nghe trong tình cảnh là mình vui vẻ và hạnh phúc đi, và cái điều đó mà các anh chị cứ lặp đi lặp lại lại, đúng không ạ? Lặp đi lặp lại đi thì sẽ trở thành cái điểm neo. À, giống như chúng ta có một cái điểm neo rất là tuyệt vời anh chị nha. Một cái điểm neo rất là tuyệt vời chính là cái khoảnh khắc mà vui tươi của mình ấy. Đó chính là sao ạ? À, tối nay anh chị về nhiều tiền quá, chúc mừng tất cả anh chị nha. Đó chính là hòn đá biết ơn nè anh chị. Đây là một cái điểm neo của chúng ta nè. Và buổi tối ấy, chúng ta trước khi đi ngủ rồi chúng ta cầm hòn đá biết ơn lên và mình bắt đầu lục lọi. Sử dụng 14 tỷ neuron thần kinh của mình, đúng không ạ? À, bắt đầu nhớ là cả một cái ngày hôm nay những có những cái thành công gì mà mình lựa chọn một cái thành công mình cảm thấy là tuyệt vời nhất để mình neo vào trong cái hạt, gọi là neo vào trong cái hòn đá này. Vậy thì khi anh chị những cái lúc và những cái lúc mà các anh chị neo cái điều mà các anh chị biết ơn nhất trong ngày hôm nay vào trong cái hòn đá này, các anh chị thấy vui không ạ? Tại vì các anh chị bắt đầu review, anh chị bắt đầu là giống như một cái cuốn phim nó chạy bên trong tâm trí của mình, là một cái ngày từ sáng chiều trưa, sáng trưa chiều tối, các anh chị bắt đầu lựa chọn buổi sáng có cái thành công này, chiều có cái thành công này, trưa có cái thành công này, tối có cái thành công này, mình lựa một cái anh chị, cái mình neo trong cái hòn đá này, thì cái giây phút đó có vui không? Có chứ, có phải là khoảnh khắc vui tươi của mình không? Khoảnh khắc là cái số 3 anh chị, cái nhân tố số 3 đấy đấy. Vậy khi mà các anh chị neo nhiều cái thành công vào trong cái hòn đá này, đúng không ạ? À, thì đến một cái thời điểm anh chị ha, và tự dưng mỗi lần mà các anh chị không thấy vui á, các anh chị hãy cầm hòn đá này lên và nó sẽ chạy một cái cuốn phim thành công của các anh chị về, là các anh chị thấy rằng là ui mình cũng có rất nhiều thành công, mình là một người rất là tuyệt vời, và mình gì à, mình rất là có, mình là một thiên tài, mình rất là giỏi, mình rất là xuất chúng. Nó bắt đầu chạy và nó làm cho các anh chị cảm thấy hạnh phúc bởi vì những thành công trong quá khứ của mình, được không ạ? Đó là điểm neo anh chị nha. Ừ. Cho nên cái điểm neo đơn giản là những cái điều, những cái nhân tố mà tôi vừa nói với các anh chị, nó phải gắn liền với kỷ niệm đẹp, thì ngay lập tức khi anh chị tận dụng những cái nhân tố mà chuyển vào cảm xúc của chúng ta mà nó gắn liền với những cái kỷ niệm đẹp nè, à, với những cái người người xưa mà chúng ta cảm thấy là mình với họ có rất nhiều cái điều tuyệt vời trải qua cùng với nhau ấy, thì sẽ giúp cho chúng ta tập trung vào cái lúc đó và mình sẽ cảm thấy rất là vui, cảm thấy rất là vui anh chị nha. Và ngược lại sẽ không có vui đâu, nếu anh chị chọn cái điểm neo là những cái kỷ niệm mà nó không có được vui hay nhớ về cái người xưa mà mình không có vui anh chị nha. Thế là cuộc sống của mình là hơn nhau ở chỗ ai làm chủ được cái cảm xúc của mình tốt hơn thôi, làm chủ được cái lời nói của mình tốt hơn thôi anh chị, làm chủ được hành động của mình tốt hơn thôi. Tại vì các anh chị có đồng ý với Tú là ai cũng có tiềm thức không ạ? Và ai cũng có luật hấp dẫn cả, có ai có người kia không có không? Ai cũng có quyền năng như nhau anh chị nha.
Quan trọng là ai làm chủ được suy nghĩ, cảm xúc, lời nói và hành động của mình tốt hơn thôi. Thì mình sẽ có được cái cuộc sống như mình mong muốn. Cho nên trong giai đoạn đầu tiên anh chị, trong cái giai đoạn đầu khi anh chị ứng dụng luật hấp dẫn ấy, quan trọng là làm chủ được suy nghĩ, cảm xúc, lời nói và hành động của mình. Luôn hướng tới cái điều các anh chị mong muốn. Và phải làm chủ được cảm xúc của mình. Gọi là nó phải tích cực các anh chị nha, luôn tích cực. Xuyên suốt trong một ngày. Được không ạ? Xuyên suốt trong một ngày anh chị nha. Và anh chị yên tâm thì đừng có lo là không làm được. Đầu tiên các anh chị hãy ra quyết định giúp Tú đi ạ. Tôi có thể làm mọi việc đều thành công nhờ sức mạnh tiềm thức. Tự tuyên bố với chính mình anh chị nha. Tôi có thể làm mọi việc đều thành công nhờ sức mạnh của tiềm thức. Mình đừng có lo là sao mà huấn luyện được ta, sao mà làm chủ được bây giờ, sao mà khó quá. Đầu tiên anh chị mới ra quyết định là không nói khó nữa. Bây giờ cứ nói khó hoài, nó khó hoài anh chị ơi. Tôi có thể làm một việc đều thành công nhờ sức mạnh tiềm thức nha anh chị nha. Việc của các anh chị hãy ra quyết định đi ạ. Việc còn lại để tiềm thức và vũ trụ lo. Nhiệm vụ của chúng ta thứ nhất là biết cái điều mình muốn. Thứ hai, hình dung tưởng tượng về cái điều mình muốn. Và thứ ba là hành động. Vâng. Và anh chị biết không ạ? Ngày trước ấy, khi mà chúng ta nói về cái việc là đi từ thiện ấy, cho đi gọi là sống tốt đời ấy, anh chị, giúp đỡ mọi người ấy, thì thường chúng ta thường thường nghĩ tới nha. Khi mà nói rằng là mình giúp đỡ người khác hay từ thiện ấy, anh chị, thì chúng ta cái việc đầu tiên mà chúng ta nghĩ tới đó chính là từ thiện cái gì ạ? Dạ, từ thiện tiền bạc, từ thiện đồ ăn. Mình hay cho đi tiền bạc các anh chị. Vâng. Mình mong muốn rằng mình có thể giúp đỡ thật nhiều người và mình cũng ở hiền gặp lành. Nhưng anh chị ơi, có một thứ mà ngày hôm nay tôi chia sẻ với các anh chị nè, mà các anh chị đang cho đi mỗi ngày. Và chính cái thứ này đang tạo ra cuộc sống của chúng ta từng giây từng phút mà các anh chị vô tình không biết. Là bởi vì đâu ai nói đâu biết. Và cũng không ai chia sẻ nên không biết. Mà nó đang kiến tạo cuộc sống của mình mỗi ngày anh chị nha, từng giây từng phút mà mình không biết, cho nên là mình làm không có đúng và cái kết quả nó bị ngược lại. Đó chính là chúng ta đang cho đi suy nghĩ, cảm xúc của mình từng giây từng phút mỗi ngày, cho đi ra ngoài vũ trụ. Và như chúng ta đã được học về định luật bảo tồn năng lượng đúng không ạ? Không có gì tự sinh ra và cũng không có gì tự mất đi, mà nó chỉ được chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Và nó sẽ liên tục được tiếp nối anh chị nha. Liên tục được tiếp nối. Giống như một cái hạt bắp ấy, anh chị gieo xuống mảnh đất màu mỡ đi. Nó lên cái cây bắp. Nó ra cái quả bắp. Cái xong anh chị bới đất lên, anh chị nói ủa sao không thấy cái hạt bắp nữa. Dạ vâng, hạt bắp nó đã thành cái rễ bắp rồi. Thế nó có mất đi không anh chị ơi? Không nha, hạt bắp nó đã nở thành cái rễ của cây bắp và lên cây bắp và ra trái bắp, chứ nó không có mất đi anh chị. Và suy nghĩ của mình cũng như thế anh chị. Mỗi ngày các anh chị đang cho đi ra ngoài vũ trụ suy nghĩ, cảm xúc của mình từng giây từng phút. Và anh chị nhớ nha, suy nghĩ, cảm xúc chúng ta cho ra ngoài vũ trụ từng giây từng phút ấy thì nó đều quay trở lại với chúng ta, và thậm chí gấp nhiều lần nữa. Chứ nó không phải đi một về một đâu nha, mà nó đi một nó về 10 á, thậm chí về 1.000 luôn. Nên có một cái câu nói anh chị nha, gieo thật nhiều nhân tốt nhận một bầu trời quả ngọt. Những điều tốt đẹp bạn cho đi sẽ nhân gấp 1.000 lần và quay trở ngược lại với bạn, và nó cũng sẽ đúng với những điều không tốt đẹp anh chị nha. Được không ạ? Cho nên khi mà chúng ta làm chủ được suy nghĩ của mình, cảm xúc của mình tốt anh chị, thì luôn hướng tới những cái điều thành công và tốt đẹp ấy, thì mình sẽ đạt được ở bên ngoài. Được không ạ? Là những anh chị nhà mình đạt được kết quả là thường tâm trí của mình chỉ nghĩ tới cái điều mình muốn thôi, và chỉ tập trung vào những cái điều mà mình mong muốn đạt được, và những cái thành công và những cái điều tốt đẹp thôi. Cuộc sống bên ngoài của mình nó sẽ được gì ạ? Biểu hiện, được gọi là nó phản chiếu cái thế giới bên trong của mình đó.
nha anh chị nha. Cho nên những anh chị nào hay nói dạo này cuộc sống của chị thế này thế nọ thế kia, hay thu hút những cái chuyện không tích cực, là biết rồi đó, biết cái gốc rễ đến từ đâu rồi đó anh chị nha. Đến từ ai ạ? À? Dạ vâng, đến từ mình, đến từ suy nghĩ, cảm xúc, lời nói và hành động của mình anh chị. Và suy nghĩ, cảm xúc, lời nói và hành động của mình nó đến từ đâu ạ? À? Dạ, nó đến từ tư duy và niềm tin đó anh chị nha. Đến từ sáu giác quan, đến từ sáu giác quan anh chị. Cho nên là các anh chị nhớ như là môi trường rất là quan trọng. Các anh chị thấy rằng là khi mà các anh chị vào Zoom của câu lạc bộ ấy, là câu lạc bộ luôn hướng suy nghĩ của anh chị tập trung vào cái điều mình muốn không ạ? Nói vì sao mà các anh chị học Zoom các anh chị về tiền đó. Đó vì sao mà các anh chị chép vào gym anh chị về tiền đấy. Tại vì khi mà các anh chị học Zoom hay các anh chị ghi chép vào gym ấy, là liên tục trong từng câu từng từ chú nói trong live stream hay Zoom ấy, là điều luôn nhắc nhở các anh chị phải tập trung vào cái điều anh chị muốn nha anh chị nha. Nên bây giờ anh chị có lựa chọn, chị anh chị có hai sự lựa chọn thôi. Một, tập trung vào những điều mình muốn. Hai, tập trung vào những điều mình không muốn. Khi mà các anh chị tập trung vào những cái điều tích cực, tập trung vào những cái điều mình muốn và tập trung vào những cái điều tích cực anh chị, thì những cái điều không tích cực nó sẽ không thể nào xuất hiện, nó sẽ không bao giờ xuất hiện được anh chị. Bởi vì những cái điều tích cực và những cái điều không tích cực ấy nó không thể nào ở cùng một lúc với nhau được, mà chỉ có một trong hai thôi. Một trong hai anh chị nha, các anh chị phải chọn nha. Các anh chị phải nào nói là chị tập trung cả hai em ơi. Dạ không, cái nào anh chị dành thời gian tập trung nhiều hơn thì các anh chị sẽ đạt được kết quả đó. Cho nên cái điều quan trọng anh chị là mình tập trung vào rồi, tập trung vào cái điều mình muốn rồi, quan trọng phải duy trì được, mình giữ được nó trong tâm trí của mình càng lâu càng tốt. Đúng rồi, cho nên môi trường anh chị, sáu giác quan của các anh chị tiếp xúc, mắt thấy cái gì, tai nghe gì và miệng nói gì sẽ quyết định cuộc đời của mình anh chị nha. Cho nên cái khoảng thời gian đầu tiên ấy, khi anh chị ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn, hãy lựa chọn cho mình cái môi trường tích cực đi ạ. Bảo vệ năm giác quan của mình, chỉ cho năm giác quan của mình tiếp xúc với những cái điều gì anh chị ơi? Tích cực thôi, những cái điều tốt đẹp thôi, từ sáng đến tối. Điều mà sẽ giúp mình làm chủ tâm trí của mình, làm chủ suy nghĩ nè, cảm xúc, lời nói và hành động của mình tốt hơn. Cái điều mà tôi nói suốt anh chị, nói từ dùm sáng rồi dùm trưa cũng to nói, nó dùm tối cũng nói, nhưng các anh chị ơi, mình nghe nhiều, mình nói mình biết, nhưng nếu bây giờ chúng ta vẫn chưa đạt mục tiêu, vẫn chưa gì ạ, tự do về tài chính, thì mình cần phải học lại anh chị. Có cần phải học lại không ạ? Nhiều anh chị nói sao doanh nhân cứ nhắc vụ này suốt á. Dạ vâng, nhắc suốt vậy á, mà chị còn chưa có kết quả kìa kìa. Này chị biết rồi, chị biết làm chủ rồi, tâm trí suy nghĩ là nói hành động cảm xúc đúng không? Vâng, chị hiểu rồi, chị biết rồi. Dạ vâng, anh chị chỉ biết khi và chỉ khi nào à, anh chị có kết quả thôi. Anh chị biết mà, có những cái chương trình của câu lạc bộ nhà mình ấy, như nhóm rèn luyện doanh nhân xuất chúng anh chị, là tôi cũng học nhiều lần rồi anh chị nha. Nhưng mỗi lần tôi học ấy, mỗi lần tôi học lại, tôi chỉ cần ứng dụng một vài thứ trong cái nhóm rèn luyện đó thôi, là thu nhập của tôi thấy nó tăng lên gấp 2, gấp 3, gấp 4, thậm chí gấp 5 lần luôn anh chị. Tại anh chị biết sao không? Tư duy mình ở đâu thì cái kết quả mình ở đó. Tư duy mình ở đâu thì cái sự hiểu của mình ở đó. Có thể bây giờ các anh chị học, các anh chị hiểu nó như thế này, nhưng một thời gian sau ấy, các anh chị phát triển tư duy mình lên, các anh chị học lại, các anh chị đã hiểu ở chỗ một cái level cao hơn. Và khi các anh chị ngộ ở level cao hơn thì sao ạ? Tiền anh chị lại tăng, thu nhập anh chị lại tăng. Cho nên đối với tôi, anh chị lúc nào tôi cũng học trong một cái tâm thái ly nhúc trống hết. Chứ mình học trong tâm thái là ly nhúc đầy thì coi như là mình học, mình nói là tôi biết rồi. Thì mình học, mình ứng dụng thì mình đâu có nghe được đâu anh chị. Tại lúc mà chúng ta nói tôi biết rồi á, là coi như não mình nó đóng lại luôn, nó không cho cái gì vô trong tâm trí mình nữa hết trơn, tại biết rồi mà. Vâng đúng rồi. Có nhiều anh chị hỏi tôi chép live stream xong rồi có chép nữa không doanh nhân, có cần phải chép lại không? Mình nói dạ vâng, nếu anh muốn thành công, nói tiếp thành công thì chép, còn nếu mà thấy thành công như vậy ngon lành rồi, đủ rồi thì không cần phải chép nữa. Tại vì cái bộ live stream đó là đúc kết rất là nhiều năm anh chị nha.
cũng như có thể là giúp cho các anh chị rút ngắn cái hành trình đạt mục tiêu của mình rất là nhanh, đúng không ạ? Tại vì chúng ta đọc và chúng ta học rất là nhiều ngoài kia, nhưng mà mình vẫn đang chưa có giải quyết được những cái vấn đề của mình. Khi mà các anh chị đến với câu lạc bộ, các anh chị thấy là mình học 30 ngày hoặc là 2 tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng đi, những cái mục tiêu hay là những cái điều mà các anh chị đang rất là trăn trở và không có cái hướng giải quyết ấy, các anh chị đã được giải tỏa và đạt được cái kết quả như mình mong muốn không ạ? Cho nên là bộ bí kíp đó anh chị, mấy cái bộ gọi là bộ bí kíp luôn ấy. Vâng, nghe anh chị nha. Và anh chị, nếu mà chúng ta biết tâm trí của mình ấy, cái tâm của mình nó hay dễ bị động ấy, thì các anh chị nên né bớt, không mạnh mà còn đòi ra gió nữa. Mình phải luyện công cho mình nó mạnh, cho mạnh lên đã anh chị, rồi hãy ra gió nha. Cho nên thời gian đầu là phải rèn luyện tâm trí của mình. Biết tâm mình hay động thì né né mấy cái nơi nào mà có những cái thông tin không tích cực đi, né xem phim đi, rồi né xem thông tin đi, né đọc những cái báo không tích cực đi, né nói chuyện với những người không thành công đi anh chị. Chứ đừng có cả nể họ mà làm cho mình bị ảnh hưởng cảm xúc, suy nghĩ và lời nói, cái xong rồi các anh chị, cái kết quả là các anh chị nhận đó. Nha anh chị nha. Ừ. Nhớ rằng là khi mà cảm xúc của mình không tích cực một cái là mình cần phải gì? Là mình sẽ bị thu hút những cái điều không tích cực đó. Các anh chị có muốn thu hút những điều không tích cực không ạ? À? Bao nhiêu năm qua hút chưa đủ hay sao, giờ còn hồi đòi hút nữa. Nha anh chị nha, anh chị ghi giúp tôi một cái câu nha. Ra quyết định luôn. Từ giây phút này về sau, tôi chỉ và luôn thu hút những cái điều tốt đẹp, tích cực đến với cuộc đời của tôi và gia đình của tôi. Nha anh chị nha, từ giây phút này về sau, tôi chỉ thu hút những cái điều tích cực và tốt đẹp. Những cái điều mà giúp cho tôi và gia đình của tôi đạt được cái cuộc sống thành công, giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ thu hút những cái đó anh chị. Nói với tiềm thức luôn, đây là ra lệnh. Mong muốn của bạn là mình lệnh đó với tôi đúng không ạ? Mong muốn của bạn là mình lệnh đó với cả vũ trụ này. Vậy thì ngay bây giờ, ngay lúc này bạn mong muốn điều gì? Dạ vâng, mong muốn của tôi đây. Tiềm thức thực thi đi. Thì nó sẽ dọn đường hết anh chị nha. Những cái người nào không tích cực ấy, các anh chị mà vẫn giữ nguyên cái quyết định này trong tâm trí của mình từng giây từng phút nha, anh chị thấy rất là vi diệu luôn. Là những ví dụ anh chị làm trong công ty đi, những cái người mà họ theo giống giống vậy á, một là được giải tán, chuyển phòng này qua phòng kia, thay vì là sáng nào đi vào cơ quan cũng thấy là người ta tầm 3, tầm 7, tầm 8 nói chuyện với nhau đúng không? À, mình thì nhiều khi người ta nói to quá, mình không thể nào nói người ta nói nhỏ được, cái vô tình mình cũng được nghe. Cái tự nhiên bây giờ cơ quan di chuyển là người này qua phòng này, người kia qua phòng kia, không có còn làm chung nữa thì họ đâu có bàn nhau được đâu anh chị. Hoặc là họ được chuyển công tác qua cái khu vực khác. Đấy. Hoặc là nếu anh chị kinh doanh thì giống như hôm có anh gì hỏi Tú á, em ơi anh có những đối tác ấy, mà bây giờ không ngồi nghe thì cũng kỳ. Mỗi lần mà đến với anh là hay than anh về những cái vấn đề dự án này kia, công trình này kia vân vân. Anh thấy anh không muốn nghe, xong anh nói với họ thôi ngồi đây uống trà nha. À, em vào trong em kiểm tra một vài cái dự án với giấy tờ xíu. Thì cái chỗ mà ngồi uống nước anh chị với cái chỗ cái phòng của anh đó là bị cách nhau ở cái cửa à, mỏng lắm. Thế thì cái người bạn này thấy anh đi vô phòng rồi. Thì bây giờ ngồi mình thì không biết nói chuyện với ai, cái anh mới ngồi anh nói to lên, nói thì em cứ làm việc đi, anh ngồi đây anh kể rồi anh nói cho em nghe, thì anh bây giờ anh chỉ muốn tâm sự với em thôi chứ anh không có ý gì hết trơn. Cái xong rồi hồi nãy là nói hai người ngoài đây nói nhỏ đúng không? Thế bây giờ anh bạn của tôi đi vô trong rồi, đóng cửa lại rồi nhưng cái cửa nó mỏng quá anh chị. Thế là anh nói là để anh nói to lên cho em nghe nha. Xong anh hỏi tôi giờ anh phải làm sao ở đây? Tôi nói dạ vâng. Bây giờ anh ra quyết định đi. Thế là giờ từ từ giây phút này về sau là anh chỉ thu hút những cái điều tốt đẹp và tích cực đến đến cuộc đời của mình và gia đình của mình thôi. Những cái điều mà giúp cho mình đạt mục tiêu. Đấy. Những cái điều mà giúp cho mình đạt mục tiêu. Sao anh nói ha vậy mà anh không biết. Thì bây giờ anh mà nói thôi đi về đi thì lại không hay, tại vì đối tác rồi trong kinh doanh này kia mà vân vân ấy. Thì mình cũng khéo mình ra quyết định, anh chị nói tiềm thức trước khi ra khỏi nhà, ông nói tiềm thức hôm nay là nhiệm vụ đây nha, mong muốn của chủ nhân nè,
giờ tập thi đi, thì nó sẽ dọn đường sẵn thôi anh chị. Nó thấy cái người nào mà không có trong cái tiêu chí của anh chị ngày hôm nay đã dọn qua hết. À, một là cái người đó bận, hai là người đó full lịch rồi không có nào gặp anh chị để than được nha anh chị nha. À, bao trong số anh chị người ta nắm được cái nội dung trong buổi tối ngày hôm nay tôi chia sẻ với anh chị comment số 2000 đi ạ. Và tôi có đưa anh chị một cái bài tập về nhà nha, là các anh chị hãy về và liệt kê ra những cái nhân tố chuyển đổi cảm xúc của mình. Để khi mà chúng ta đang không tích cực ấy, thì thay vì mình cứ để chìm đắm trong cái cảm xúc đó, và khi mình chìm đắm trong cảm xúc đó mình sẽ thu hút những cái điều không tích cực. Thì ngoài cái việc chúng ta thực thi lòng biết ơn ra anh chị, thì chúng ta cũng gì ạ? À, nếu mà các anh chị ơi, nếu mà các anh chị yêu thương gia đình của mình ấy, yêu thương con cái của mình ấy, thì các anh chị hãy thay đổi cảm xúc của mình đi nha. Chứ anh chị biết không, khi mà các anh chị suy nghĩ không tích cực nha, gia đình của mình và con cái của mình cũng bị ảnh hưởng đó. Có bao trong số anh chị thấy những cái lúc mà nhà mình không có được vui vẻ rồi, năng lượng đen không có được ấy, thì con cái mình không được khỏe đâu ạ. Nó là rốc rễ đó anh chị. Tại vì con cái của mình tiềm thức ấy là nó, tiềm thức của nó open mà, cái là tiềm thức của nó mở. Anh chị nhớ tôi nói mà, ý thức là người ra quyết định và tiềm thức là người đồng ý và cho thêm. Và trường năng lượng thì đồng ý và cho nhiều hơn nữa. Trường năng lượng ở xung quanh ấy. Đây là giống như vậy nha anh chị nha, ví dụ cho anh chị dễ hiểu nè. Ví dụ đây là trường năng lượng của Tú đi. Cái trường năng lượng của Tú là xung quanh Tú nè. Và Tú có một cái trường năng lượng rất là tích cực. À, và rất là giàu có anh chị. Thì khi những ai mà gần Tú đứng kế bên Tú nè. Đấy được. Mà cái trường năng lượng của người này đang chưa được mạnh anh chị nha. Tại vì cái tần số không tích cực hay là không tốt đẹp thì sẽ không được mạnh rồi. Còn tần số Tú là tần số 500 chỗ là đổ lên nha. Thì khi mà cái người đứng gần cũng sẽ được ảnh hưởng từ trường năng lượng của Tú. À, đúng không ạ? À, đứng gần cái cũng được ảnh hưởng. À, và ảnh hưởng nhiều nha, cái xong mà họ vui hoặc là họ họ bắt đầu họ ngộ ra cái điều đó, cái họ tích cực lại. Còn đây là mình nè, trường năng lượng mình đang mang một cái bầu không khí không được tích cực lắm. Cái con mình thì nó không biết về tiềm thức, cái này họ ở chơi với mình, nó nói chuyện với mình, cái xong mình trường năng lượng đồng ý và cho thêm. Anh chị hình dung là trường năng lượng nó giống như một cái vòng vòng tròn xung quanh mình ấy, giống như cái vòng tròn xung quanh mình anh chị nha. Thì bây giờ ai mà đi ngang thì trúng hết, ai mà đi ngang là dính hết anh chị, ai mà đi ngang là coi như nó va vô hết rồi. Cái người mà gần mình nhất cái nó cứ va hoài nè, nó cứ quay nó va, nó quay nó va nè, thì ở gần ngoài cái bị dính chưởng anh chị. Nên là khi mà tôi hay nói vui với một số anh chị mà từ xa mà nhìn ai nha, mà năng lượng không được cao là né ngay. Từ xa mà thấy có dấu hiệu đang lại gần mình mà năng lượng không được cao là né ngay anh chị. Vâng, được mà. Cho nên là các anh chị ơi, nếu mà anh chị đang có những suy nghĩ không tích cực ấy, mà các anh chị hay than với Tú, anh chị hay kể với các anh chị em trưởng nhóm của mình ấy, em ơi thế này thế nọ kìa, các anh chị hãy nhớ lại, nếu các anh chị yêu thương gia đình của mình và con cái của mình thì hãy thay đổi cảm xúc của mình đi anh chị nha. Đúng không ạ? Và bên cạnh đó chúng ta còn có thể thực hành lòng biết ơn. Và bên cạnh đó nếu mình nói là mình đã cố gắng rồi, mình cũng biết là mình yêu thương gia đình mình, con cái mình rồi, mà mình không thể nào, chưa thể nào thoát ra được ấy, thì anh chị thực thi lòng biết ơn và hãy bắt đầu tận dụng những cái nhân tố chuyển đổi cảm xúc anh chị. Thứ nhất là kỷ niệm đẹp nè, cái tối nha các anh chị hãy về liệt kê ra nha, những cái kỷ niệm đẹp mà chúng ta đã có trong quá khứ, đã trải qua, ghi ra anh chị. Thứ hai là gì anh chị ơi? Thứ hai là cái mục tiêu tương lai của mình, cái kế hoạch trong tương lai của mình. Thứ ba là khoảnh khắc vui tươi của mình anh chị. Đấy. À, và thứ tư chính là cái bản nhạc mà chúng ta nghe mà chúng ta cảm thấy là hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp ấy. Được không ạ? Ừ. Thay vì là cảm xúc của mình ngày xưa là mình muốn sao thì nó cũng được, muốn làm thì nó làm. Bây giờ các anh chị phải làm chủ cuộc đời của mình nha. Làm chủ cuộc đời của mình dễ lắm anh chị ơi. Ngày trước mình cứ nghĩ rằng là phải coi cái chỉ này chỉ kia đúng không? Từ cái người này người kia. Mà cái người này họ coi cái cung này cung kia cho mình. Nhưng mà không phải đâu anh chị. Làm chủ cuộc đời của mình cực kỳ dễ anh chị nha. Thông qua việc làm chủ suy nghĩ, lời nói, cảm xúc của chúng ta. Là mình làm chủ được cuộc đời của mình rồi. Nói thì rất dễ nhưng mà chúng ta cần phải gì ạ? Kiên nhẫn, rèn luyện và ứng dụng. Được mà.
Và bản thân của tôi cũng đang trên cái hành trình rèn luyện đó. Và đôi khi tâm trí của mình nó cũng hay tò mò lắm anh chị. Hay tò mò, ui có cái thông tin này, biết có cái gì vậy ta, lướt lướt qua nhưng mà nó vẫn ngứa tay nó kéo lên anh chị. Để đọc lại. Không sao đâu anh chị nha. Chúng ta sẽ cùng nhau học cái cách để mà làm chủ lại được những cái khoảnh khắc như vậy cùng với Tú trong cái chương trình 30 ngày này. Được không anh chị ơi? Rồi, rất là tuyệt vời. Thì đó chính là nội dung tôi muốn truyền tải với các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta hãy về làm cái nội dung bài tập như Tú vừa chia sẻ. Những nhân tố chuyển vào cảm xúc của mình. Được không ạ? Và bao trong số anh chị chúng ta ra quyết định và cũng như cam kết là mình hoàn thành bài tập về nhà của mình trước tối ngày mai để cho anh chị bắt đầu một cái buổi gym 20 giờ đón nhận những cái buổi những cái nội dung mới của Tú và tối ngày mai các anh chị của mình tôi dạ. Nha anh chị nha. Các anh chị hãy dành thời gian cho chính mình nhiều đi ạ. Hãy nghiên cứu chính mình đi anh chị. Trước giờ cứ đi nghiên cứu người khác thôi. Nghiên cứu sếp mình thích cái gì, người yêu mình thích cái gì, nhưng chưa bao giờ xem nghiên cứu bản thân mình là mình cần cái gì và mình muốn cái gì. Thì các anh chị ơi, khi mà các anh chị học với Tú và câu lạc bộ á, là các anh chị sẽ học cách để tập trung vào chính mình nha anh chị nha, vào chính mình. Tập trung vào chính mình thôi anh chị. Khi các anh chị thay đổi mình thì mọi thứ xung quanh các anh chị sẽ thay đổi, không cần phải quay ra ngoài kia thay đổi bất kỳ ai đâu anh chị ơi. Thay đổi người khác là nó nằm ở ngoài cái khả năng kiểm soát của chúng ta rồi, nằm ngoài cái khả năng của chúng ta. Cái gì mà trên người mình sửa được hết, còn cái gì bên chỗ người khác để người ta tự sửa nha, được không ạ? Tại vì mình cố mà mình thay đổi người ta là mình lại không khỏe đó, được không ạ? Rồi, rất là tuyệt vời. Rất là cảm ơn tất cả anh chị đã đồng hành cùng Tú và câu lạc bộ trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào 20 giờ tối ngày mai nhé. Và nhớ là bài tập về nhà anh chị nha. Để ngày mai chúng ta cùng nhau học qua những cái nội dung tiếp theo. Tuyệt vời hơn nữa chúng ta cùng nhau làm chủ cuộc đời của mình. Và cùng nhau gì ạ? Thành công, tự do, hạnh phúc đúng không ạ? Và có một cuộc sống viên mãn. Yes, bye bye, I love you.